Thưa quý vị, tự phê bình và phê bình luôn được xem là quy luật phát triển của Đảng nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trước đây, nội dung này chưa được chú trọng ở nhiều tổ chức Đảng do tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Khắc phục vấn đề này, cấp ủy các địa phương đã tích cực chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt, nâng cao tinh thần tự giác trong tự phê bình và phê bình. Sau đây là ghi nhận tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chi bộ khu dân cư Quang Trung 2, xã Yên Tập với hơn 90% người dân theo Công giáo. Những năm trước, đảng viên của chi bộ gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Sau nhiều lần đưa ra bàn bạc, góp ý tại các cuộc họp, các thành viên đã thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của mình, thay đổi suy nghĩ, cùng cấp ủy đưa ra giải pháp để đổi mới cách thức tuyên truyền cho hiệu quả. Trước đây mà cái công tác tuyên truyền của cán bộ đảng viên chi bộ thì còn có những cái chưa được tích cực lắm, có cái khoảng cách giữa người đảng viên đối với người dân. Sau khi cái việc mà củng cố và để tuyên truyền đó thì người dân người ta đã hiểu được cái chủ trương đường lối của Đảng, mà đặc biệt các cái chính sách của Đảng, từ chỗ đó coi như xây dựng cái tổ chức Đảng, đi vận động nhiều quần chúng ưu tú xin vào Đảng. Dám thẳng thắn nhìn vào hạn chế, khuyết điểm của bản thân cũng như chi bộ, đưa ra bàn bạc, góp ý trên tinh thần dân chủ, xây dựng đã giúp cho các tổ chức Đảng chuyển mình rõ rệt, không chỉ về ý thức, trách nhiệm mà còn cả năng lực, khả năng triển khai nghị quyết và đưa nghị quyết đến với người dân. Mọi người cũng tự nhận thấy là trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì còn những cái tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần phải rút kinh nghiệm, và các đảng viên cũng tham gia góp ý cho nhau để mà bổ sung hoàn thiện những cái thiếu sót trong công tác để chúng tôi hoàn thành tốt hơn nữa các cái nhiệm vụ giao, và cái đó thể hiện qua việc mà tôi hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của chi bộ cũng như của đảng viên, và cái chất lượng tổ chức sinh hoạt Đảng cũng ngày càng được nâng lên. Mục đích của tự phê bình và phê bình là để nghiêm túc nhìn nhận vào ưu điểm, khuyết điểm của từng đảng viên. Cái tốt tiếp tục phát huy, điểm nào chưa tốt cần kịp thời chấn chỉnh, không để tái diễn, kéo dài. Qua đó nâng cao trách nhiệm của từng đồng chí trong đấu tranh với tiêu cực, suy thoái, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Chỉ đạo cho các đồng chí cấp ủy thường xuyên xuống dự sinh hoạt với lại chi bộ nông thôn ở các cái xã thị trấn. Thế và hàng quý thì có cái báo cáo với ban chấp hành những cái thuận lợi, khó khăn, những cái hạn chế, khuyết điểm, kịp thời tháo gỡ những cái vướng mắc, khó khăn ở ngay tại cơ sở. Thế từ đó thì cái chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, cái tinh thần đấu tranh tự phê bình của cán bộ được nâng lên. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình sẽ góp phần củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tư duy, nhận thức.